Những người đã chết phải chịu xét xử vì các vị họ đã làm.
Khi xuống lên núi, người ngồi xuống và các môn đệ gần người đến gần người. Người mở miệng kể họ rằng: Phúc thay đã có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai than khóc vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay ai đói khát sự công chính vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay ai biết thương xót vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hàng vì sự công chính vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta hãm dụng và bắt bớ các con, và vì Thầy họ vu oan cho các con đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỷ vì phần thưởng sung mãn dành cho các con ở trên trời. Đó là lời Chúa. Nhà là một cuốn sách mà nhà nước đã xuất bản và bị bỏ
chuyện này chuyện kia rất là nhiều và bạn dám làm. Và rồi cái cuốn sách giáo lý của chúng ta biết rồi được xuất bản là cả một tiếng vang rất là lớn để đem nền tảng về giáo lý cho giáo hội. Và anh chị biết một giáo lý chúng ta có một giáo lý tinh tuyển để chúng ta có một giáo lý tinh tuyển đó. Và là một giáo lý tinh tuyển thì có một giáo lý tinh tuyển đó đó là như thế này đặc biệt trong thời đại mà chúng ta thấy chúng ta bị biết bao nhiêu sự tấn công trên mạng này trên kia tấn công cái đơn vị phải nói là này trên kia chúng ta không chịu chứng được như này trên kia rồi dễ là dễ bị lung lạc. Cho nên một trong những nền tảng của đức tin và cái năm thánh của Giáo hội, cái năm gọi là đức tin năm thánh, một là một trong những năm kỷ niệm của cuốn sách Giáo lý ngày nay đời, cuốn sách Giáo lý ngày nay đời. Và cho nên đối với đức tin đức thời gian này thì dùng những giáo lý trong Giáo hội rất là phù hợp, rất là đẹp. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta không biết được ngoài những cái này, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta tại vì cuốn sách này đầu tiên cũng sẽ giáo lý của Hồ Công Giáo và nhiều người chúng ta cũng có đầu tiên là gửi cho các nước còn đi các giám mục rồi sau đó những người đã chứng mục rồi đó và cầu bộ của bà Thiên Chúa tất cả như vậy à và nên lúc đó chúng ta thấy nghệ hoa mai và chúng ta thấy được cái điều này chú nói trên đá này thầy sẽ ngủ thành của thầy và cứ đi mình không thắng được cái nền tảng của Giáo hội được xây dựng đã là lời tuyên dương đức tin của Thánh Phêrô và các đức giáo hoàng là gì là những người là giám mục Roma là những người kế vị các đức giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô và được đặt nền tảng ở trên đó và nơi nền tảng của Phêrô nó nền tảng đức tin và chúng ta xây dựng nền giáo hội của chúng ta như Chúa đã nói và chúng ta một điều đó là chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cái đức tin của mỗi người chúng ta qua lời giáo huấn của các tông đồ qua lời giáo huấn của các vị kế tiếp đất này để chúng ta biết xây dựng một đức tin trong đời chúng ta một đức tin trong sáng một đức tin tinh tuyền và một đức tin mà Chúa và đức tin đó ở nơi sự giáo huấn của Giáo hội. Cái điểm thứ hai ở nơi tôi muốn chia sẻ với các em là đức Benedicto khi ngài thoái vị, khi ngài xin về hưu thì nhiều tờ báo đã viết lên và cũng cho bài bản của con người đây là một kinh nghiệm. Đây là một kinh nghiệm từ đây này. Một chiếc áp tổng vườn như vậy là một chiếc áp tổng vườn. Rồi chúng ta chưa kể thì chúng ta thấy về mặt chiếc áp con người là đứng đầu trách nhiệm nặng nề nhưng mà bao nhiêu kinh nghiệm và những ngày về hưu khi cảm thấy sức khỏe thể xác và tinh thần không cho phép để nó có thể tiêu chuẩn của một phần chú nhau bạn cho các ngài xin về hưu và một con người đây là một khiêm tốn ở nơi đức Benedicto chúng ta cũng đang đợi trong mùa Giáng sinh chúng ta đang suy niệm các mục đích về mùa Giáng sinh và từ đầu chúng ta được lặp đi lặp lại và chúng ta ngay cái bài thỉnh nguyện của đêm Giáng sinh lặp đi lặp lại của chúng ta là xuống Thiên Chúa xuống tận cùng à, đi xuống đi lên toàn thân sự đi xuống sự khiêm nhường một vị Thiên Chúa khiêm nhường và đi xuống và đây đức bên chúng tôi và nếu chúng ta có thể nói chưa nói những ai khó khăn khổ cảnh nặng hãy đến với ta hãy học cùng ta hãy mang cái hạnh của ta và cái hạnh phúc của ta thì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng Chúa yêu thương những tâm hồn khiêm nhường và tất cả những mấy ngày nay chúng ta đọc báo chí những lời
Đây là một hiện ảnh và tinh tế. Đây là một hiện ảnh và tinh tế. Ai có gì tiếp xúc với Ngài cảm nhận những điều đó. Hiện ảnh và tinh tế của con người yêu Chúa, sự hòa bình. Rất là chuẩn mực ở trong đức tin. Rất là chuẩn mực, đẹp đẹp. Có thể nói như vậy thôi. Và người ta cũng xuống thì nói là ổ. Thế này thì một chuẩn mực trong đức tin. Nhưng mà một tâm hồn cũng đầy hiện ảnh tinh tế. Yêu Chúa, sự hòa bình. Xin Chúa cho những cái lời tin mừng chúng ta vừa đọc, chúng ta mới phục tập và chúng ta cũng qua lời hôm nay trong vấn đề chúng ta cầu nguyện trong đức bên đến chúng tôi, chúng ta cũng xin Chúa cầu cầu cho mỗi người chúng ta biết thứ nhất là cố gắng làm sao để chúng ta những con em chúng ta được khắc phục một nền giáo lý vững chắc để chúng ta chịu phục vụ đức tin liên tục. Đức tin là chân đạt đã tạo và xin Chúa cũng mang đến chúng ta một tâm hồn để hiền lành và yêu thương, để hiền lành và kính nhường như Thánh Môn Phúc Thánh và dạy chúng ta để chúng ta sống mặc dù hành trình chúng ta đang ở trong thế này hay đang ở trong thế này, nhưng mà lý tưởng của chúng ta luôn luôn là ở nơi Chúa. Để Chúa xin đón nhận linh hồn